Chào các bạn, trong bài 5 này mình sẽ nói về hai phần còn lại trong quy trình nói tiếng Anh chuẩn trước khi chuyển sang các bài học tình huống. Đầu tiên là nối âm. Không nối âm là một trong những lỗi cơ bản của người Việt khi nói chuyện bằng tiếng Anh. Như mình đã phân tích trước đây thì lỗi này bắt nguồn từ việc trong tiếng Việt không có khái niệm phát âm phụ âm ở cuối mỗi từ, trong khi tiếng Anh thì hầu như không bỏ điều này bao giờ. Việc phát âm hầu như tất cả các phụ âm ở cuối mỗi từ trong tiếng Anh sẽ dẫn tới hệ quả là họ sẽ nối vào cái từ tiếp theo nếu như từ đó bắt đầu bằng một nguyên âm. Hãy phân tích các ví dụ sau. Thầy giáo Thảo cannot teach English for shit. Yup, he's just a dumbass who thinks he's better than everyone. Đọc chậm lại nhé. Thầy giáo Thảo cannot teach English for shit. Yup, he's just a dumbass who thinks he's better than everyone. Các bạn có thấy mình phát âm từng phụ âm cuối mỗi từ rất rõ không? Và khi phát âm từ teach cạnh từ English, nếu như đẩy nhanh tốc độ nó sẽ nghe như là teach English. Tương tự với từ trust a, nghe sẽ như là truster. Bí quyết để nối âm tốt không còn cách nào khác hơn đó là việc luôn nhớ phải phát âm phụ âm ở cuối mỗi từ. Thế nên các bạn phải luôn luôn nhớ nguyên tắc chậm nhưng mà chắc. Nếu như các bạn bắt đầu một cách chậm rãi thì sau này khi đẩy tốc độ lên dần dần sẽ nhanh và hiệu quả hơn rất là nhiều. Ngược lại, nếu các bạn nói nhanh ngay từ đầu thì sẽ dẫn tới việc bỏ âm, và nếu giữ thói quen này thì sẽ rất khó bỏ. Nói chung là nói tiếng Anh nó cũng chả khác gì đi tán gái cả. Kiên trì là chìa khóa của thành công. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần khó nhất của nói tiếng Anh chuẩn, đó là ngữ điệu. Điều đầu tiên chúng ta cần ghi nhớ đó là trong tiếng Anh không chỉ có trọng âm trong từ mà còn có trọng âm trong câu. Có nghĩa là trong một câu sẽ có một vài từ được nhấn mạnh, còn các từ còn lại sẽ được phát âm một cách nhẹ hơn rất là nhiều. Điều thứ hai, thú vị hơn, đó là tiếng Anh có yếu tố nhịp phách ở trong đó. Hãy tưởng tượng bạn đang có trong tay một khuôn nhạc với 4 phách. 1, 2, 3, 4. Bây giờ hãy chuyển nó thành tiếng Anh. 1, 2, 3, 4. Giờ có thể các bạn đang tự hỏi mình là cái này thì liên quan gì đến ngữ điệu. Vậy thì chúng ta hãy làm thí nghiệm sau. Hãy thêm từ vào mỗi phách trên. 1 and 2 and 3 and 4. Sao nữa? Giờ thêm hai từ. 1 and a 2 and a 3 and a 4. Ba từ. 1 and then a 2 and then a 3 and then a 4. Các bạn có nhận ra điều gì không? Mình vừa mới xây dựng cho các bạn một câu nói với ngữ điệu của tiếng Anh chuẩn đấy. Giờ các bạn chỉ cần thay những từ 1, 2, 3, 4 đó bằng những từ ở trong câu của các bạn muốn nhấn. Learning spoken English is not an easy task. Learning spoken English is not an easy task. Lưu ý là những từ không được nhấn trong câu sẽ được phát âm nhẹ, hay còn gọi là nuốt âm. Giống như là nuốt âm trong một từ, nuốt âm trong một câu rất phổ biến, giúp tiếng Anh của bạn nghe pro hơn rất là nhiều. Tất nhiên cái yếu tố nhịp phách mà mình nói nó không bằng chằn chặn như là nhạc được. Nếu không thì đã không có sự phân biệt giữa nói và rap. Điều quan trọng bạn cần biết đó là trong một câu sẽ có một vài từ được nhấn, và nhấn vào từ nào sẽ phụ thuộc vào cảm xúc của các bạn. Nhưng sau mỗi từ được nhấn thì sẽ có một khoảng thời gian trước khi các bạn nhấn đến từ tiếp theo, và những từ không được nhấn sẽ được phát âm nhanh hơn. Bằng việc nghe và luyện tập tiếng Anh chuẩn thật nhiều, bạn sẽ dần dần nắm bắt được chính xác cách nhấn của người bản xứ. Vậy là sau 5 bài học các bạn đã nắm bắt được phần lý thuyết để có thể nói tiếng Anh chuẩn, từ phát âm cho tới ngữ điệu. Điều tiếp theo, quan trọng hơn các bạn cần đó là áp dụng vào những tình huống thực tế. Thế nên hẹn gặp lại các bạn trong bài sau có tên Giới thiệu bản thân. Accent is probably one of the most difficult components of spoken English. Different countries have different accents. So American accent is different from British accent, Australian accent, or Singaporean accent. Even within one country, accent varies by locations. So someone from California can sound very different from someone from New York. So realistically, your goal is not to learn all those accents because it's a waste of time anyway. The goal is to sound different when you speak English compared to Vietnamese. And one day, if a native speaker tells you, "Wow, you don't have an accent," you know you're speaking good English.